Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 6, phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục với phần thẩm vấn, ghi nhận của báo Vietnamnet. Theo cáo buộc, đầu tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của Thủ tướng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Nguyễn Văn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, trao đổi với các ông Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy, Doãn Bảo Quyết, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy, Phạm Kim Hầu, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, về việc chỉ đạo ông Nguyễn Văn Hưng, cựu Đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật, rút 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cho quản lý hành chính năm 2019, phân bổ cho Cục Kỹ thuật để chi cho các thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Khi đó, tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác. Ngày 4 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Văn Sơn ký quyết định giao dự toán ngân sách cho Cục Kỹ thuật 179,1 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu ông Hưng rút lại 50 tỷ đồng để chuyển về Bộ Tư lệnh. Chấp hành chỉ đạo, ông Hưng trao đổi và yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật khi thực hiện chi tiêu nguồn ngân sách quản lý hành chính phải rút lại tổng số tiền 50 tỷ đồng để ông Hưng chuyển lại cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh sử dụng vào việc chung. Sau khi nhận được 50 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Sơn đã chia cho mình và các ông Đồng, Hậu, Quyết và Dũng mỗi người 10 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo khai tiền tham ô chưa ai kịp tiêu gì, sau đó đã giao nộp lại. Ông Nguyễn Văn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển trình bày trước tòa. Bị cáo thấy các thủ trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đi công tác rất nhiều, đối ngoại nhiều, vất vả, trong khi quỹ vốn của đơn vị không có, làm kinh tế doanh nghiệp cũng không có. Thấy vậy nên đầu tháng 4 năm 2019, trong bữa cơm tại phòng ăn của Bộ Tư lệnh, bị cáo có nêu vấn đề tìm nguồn vốn cho các thủ trưởng hoạt động. Khi đó, bị cáo đặt vấn đề rút tiền từ nguồn ngân sách rót cho Cục Kỹ thuật và các thủ trưởng thống nhất việc để lại một khoản tiền để hoạt động. Theo lời khai của ông Sơn, khi đó ông đã gọi ông Hưng đến phòng làm việc và trao đổi tình hình, nói bị cáo Hưng giúp cho Bộ Tư lệnh vì Thủ trưởng Bộ Tư lệnh rất khó khăn. Bị cáo Hưng nói, cái này khó, nhưng sau đó nói làm được. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy khai. Trong bữa cơm trưa, khi nghe bị cáo Sơn nhắc đến chuyện rút tiền ngân sách, không ai nói gì, bản thân bị cáo cũng chỉ nghe qua. Ông Đồng nói với hội đồng xét xử, nghe bị cáo Sơn nói thế, chúng tôi vô tư quá, lúc đó chả ai nói gì cả. Đây là việc nghiêm trọng, bây giờ ân hận vô cùng. Việc cầm tiền vô cùng ấy nấy, nhưng lúc đó không thể đấu tranh nổi. Còn bị cáo Phạm Kim Hầu, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng khai, sau khi được ông Sơn trao đổi về việc rút 50 tỷ đồng tại bữa cơm trưa ở Bộ Tư lệnh, bị cáo im lặng đồng ý và nhất trí. Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, mỗi bị cáo nhận 10 tỷ đồng. Quan điểm của bị cáo tiền đó là để sử dụng cá nhân, chứ không phải chia cho đơn vị. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi, lời ông Hậu. Về phần mình, bị cáo Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy thừa nhận, sau bữa trưa tại Tư lệnh Cảnh sát biển, khi nghe bị cáo Sơn nói về chuyện rút tiền ngân sách, ông Quyết không có ý kiến gì, nhưng khi nhận tiền thì bản thân đã đồng ý với việc đó. Bị cáo Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh nhất trí với lời khai của các bị cáo khác và cho rằng mục đích rút 50 tỷ đồng là để tạo điều kiện cho các thủ trưởng có tiền đi công tác. Việc tiêu số tiền này thì công tư lẫn lộn, bị cáo chưa kịp sử dụng gì, để nguyên ở vali rồi mang về nhà và sau đó đã mang nộp lại. Ông Dũng trình bày, bị cáo không biết cơ chế nào có được tiền, cho đến khi nhận cáo trạng mới biết. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật và Bùi Văn Hòe, cựu thường tá, cựu phó phòng tài chính đều thừa nhận cáo buộc. Theo lời khai của ông Hưng, không phải một mình ông mà rút tiền được, phải là cả một hệ thống nên khi đó ông đã từ chối. Nhưng đến khi ông Sơn nói rằng việc này đã được các thủ trưởng thông qua thì bị cáo Hưng chấp hành và nhận lệnh về nội dung này, sau đó cho các trưởng phòng thực hiện. Vẫn theo lời khai của ông Sơn, ban đầu các trưởng phòng có người nói không thực hiện được, nhưng khi ông nói rằng đây là thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh, thì các trưởng phòng đồng thuận dù vẫn còn băn khoăn.
Thông tin từ báo Dân Việt, vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN là vụ án kinh tế lớn được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm tháng 1 năm 2018 với bị cáo Đinh La Thăng và 21 bị cáo đồng phạm. Quá trình điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã chỉ định Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank, gây thất thoát cho nhà nước 800 tỷ đồng. Bị cáo Đinh La Thăng phải chấp hành mức án là 30 năm tù. Cũng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC và đồng phạm đã có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại PVC. Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái phép để nhận tạm ứng tiền từ PVN và sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo lập khống hồ sơ rút 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vùng Án, Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Theo Vietnamnet, năm 2021, hàng loạt các vụ án vi phạm về đấu thầu trong lĩnh vực y tế đã được phát hiện điều tra truy tố như vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội. Đặc biệt là vụ việc bắt giam Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, những ngày cuối năm 2021, dư luận xã hội tiếp tục xôn xao khi cơ quan điều tra của Bộ Công an tiếp tục phanh phui vụ án thổi giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo đó, công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật. Tháng 4 năm 2020, công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Đến nay, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu, Phan Quốc Việt và các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt của công ty Việt Á khai nhận quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu test COVID-19 của các địa phương trên cả nước. Sản phẩm kit test COVID-19 thuộc danh mục được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, nên Phan Quốc Việt đã chủ động cung ứng thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế trước cho các bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố sử dụng. Sau đó, thông đồng với lãnh đạo các đơn vị này hợp thức hồ sơ chỉ định thầu bằng cách công ty Việt Á sử dụng các pháp nhân trong hệ thống, công ty liên danh, công ty con lập hồ sơ chào hàng sản phẩm, xác nhận khống các báo giá để hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng, thành quyết toán cho công ty Việt Á theo giá do công ty Việt Á đưa ra, cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất. Đồng thời, để được cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và tạo được điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thành quyết toán theo giá do công ty Việt Á đề nghị. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận, thống nhất, chi cho các bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn. Đến nay, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ bị khởi tố, kỷ luật do liên quan sai phạm ở vụ Việt Á. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!